Ông chú thoát luôn. Chú đây. Chặt ngay cháu quả bạch kim cháy nhất cái chỗ này đó. Bạch kim à? Bạch kim. Bạch kim củ rưỡi đấy. Được. Cắt cho cháu hai củ. Cháu bo chúng 500 luôn. À, cái thằng này. Vào đây. Sao? Thằng này gần nhà cháu. Sao? Thằng này nhà nó làm gì có tiền. Thế à? Thế sống kẻ sách như này, nó đi vay mượn tiền nhà cháu 50 triệu chưa trả, đến đây cắt quả đầu đắt thế. Ngày xưa cháu nghèo thôi, bây giờ chú cứ tin cháu. Giờ cháu giàu rồi. Chú nghe cháu chứ, chú bảo này mà chú mới nhuộm này hơi thiệt thòi cho chú ấy. Giờ cháu giàu nhất mảnh đất Đống Đa rồi. Thật không, chú cứ tin cháu không có tiền à? Nhà nó nghèo lắm. Thôi, chú cắt cho nó, nhớ nhá, ông giả tiền chú nhá. Hứa chú, hứa luôn. Ok. Đấy, cháu nói chú không nghe, chú đặt trách nhiệm ấy. Cắt cả nhuộm bạch kim củ 6 ấy nhá. Được. Cháy okay. Cháy nhất quán luôn. Cháy nhất luôn nhá, ok. Cắt đầu sắc quýt nhá. Được chú. Ok, vào viện luôn. Dậy đi ông cháu ơi, sao rồi đấy? Quả đó sắc quýt của cháu đâu ông chú nhỉ? Đấy, sắc quýt của ông cháu đấy. Ờ, cái quả đó bạch kim đâu rồi? Bạch kim chú nói thật là thằng kia nó bảo mày rẻ rách, nhà mày nghèo, nhà mày không có tiền chú không nhuộm đâu. Mày giả tiền cắt tóc luôn đi. Rồi ông chú nhá. Anh kia đừng có mày giả tiền mà mày chồng tôi. Mày giả tiền luôn đi. Cháu bảo giả tiền luôn đi. Giả tiền luôn đi. Rách. Làm gì có tiền đâu. Chú cho cháu đúng 10 giây. Alo, thằng Khôi cửa nhà. Tao cho mày đúng 10 giây mày mang tiền đây cho tao. Nhanh. Mày gọi được ai gọi đi. Cái thằng rẻ rách mày làm gì có tiền. Cút. Không giả tiền hôm nay không được về đâu. Nói trước đấy, không nhờ đâu. Tao không có tiền, đến đây có tóc à? Đừng có coi thường người khác. Yeah. Chúng em chả biết gì cả. Kỳ quên nhỉ? Kỳ quên. Sao? 100 triệu chủ tịch đây. Nào, bình thường chủ tịch. Đây, hai ông này. Ôi dồi, thằng này. Đấy á. Chủ tịch thật à? Thằng nào, bình thường chủ tịch 250 triệu đô của ông ấy á. Thôi, có gì ông cháu thông cảm chú được không? Thằng nào không? Chủ tịch. Đây, hai ông này. Mày cho mày 2 giây tự quả vào mặt mình nhá. Không chấp nhận được. Mày chỉ chụp chủ tịch tao. Em xin lỗi anh ơi. Nó cho mày 2 giây đúng quả vào mặt mày. Ông cháu ơi, chú biết sai rồi. Chú cũng biết thường chú cháu à? Chú biết sai rồi. Thôi em xin lỗi các anh. Cái này không có tiền thật, nói là nó nhiều tiền à? Bọn em cũng biết, bọn em nhìn lầm người. Chủ tịch, bọn cháu ở bên Ma Cao Mãng Xà. Tôi biết rồi. Chủ tịch hội mafia đây ông chú. Thôi em bảo xin chủ tịch xa giá tôi rồi. Các anh tha lỗi cho em xin lỗi. Chủ tịch có tha lỗi thằng này không? Thôi, lần này tha. Lần người ta. Lần sau chém luôn. Được. Thôi nhá, thôi thì mấy anh em thông cảm nhá. Biết rồi. Thôi, chủ tịch quay lại nhộng bạch kim. Không tầm thường, không bạch kim nhé. Dối rồi. Giờ ông chú không có nhà. Giờ này 2 giờ lắm lúc luôn, chủ tịch này đại ra thật.